Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnamsport ngày 15 tháng 5 năm 2023. Ngày hôm nay lại là một ngày thi đấu rất là hay và ấn tượng của nhiều vận động viên của Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên dành cho họ những tràng pháo like ở chặng nước rút tại SEA Games trên đất Campuchia để bắt đầu cho bản tin ngày hôm nay trên Vietnamsport News. U22 Việt Nam vực dậy tinh thần, hướng tới trận tranh huy chương đồng với cao thủ Myanmar. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 5, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã chia các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam thành hai nhóm tập luyện ở phòng gym với hai giáo án khác nhau. Đương nhiên, nhóm thi đấu chính trong trận đấu với cao thủ Indonesia tại bán kết chỉ tập những bài bổ trợ nhẹ nhàng và xông hơi nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực. Nhóm còn lại được tăng cường thêm các bài tập về sức bền và sức mạnh. Không khí trong phòng tập tương đối trầm lắng sau thất bại khó nuốt trôi trước cầu thủ Indonesia. Mồ hôi túa ra trên những gương mặt trẻ, những chiếc áo ướt đẫm dính vào cơ thể. Duy chỉ có đôi mắt vẫn ẩn chứa sự kiên cường, có gì đó chịu đựng nhưng vẫn cho thấy quyết tâm với tinh thần không từ bỏ. Hãy mạnh mẽ lên nào, phía trước chúng ta vẫn còn trận đấu nữa. Tấm huy chương nào cũng đáng quý và đáng trân trọng, đều là mồ hôi và thậm chí là cả nước mắt. Tập trung trở lại, cố gắng lên nào. Đó là những lời động viên đến từ chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn. Và đó đồng thời cũng là thông điệp mà huấn luyện viên Chuzier cũng như các thành viên trong báo luyện truyền tải đến những cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của họ tại SEA Games 32. Tất cả đều hiểu rất rõ rằng bây giờ không phải là thời điểm để buồn phiền, phải đứng dậy và dũng cảm đối đầu với áp lực, thậm chí thất bại, biến nó trở thành động lực để giành chiến thắng trong trận đấu tới. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều ngày hôm nay để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận tranh huy chương đồng với U22 Myanmar diễn ra vào 16 giờ ngày 16 tháng 5 trên sân Olympic Campuchia. Huỳnh Như Tuyết Dung quyết tâm giành huy chương vàng để tạo động lực cho U22 Việt Nam. Cũng trong chiều ngày 14 tháng 5 thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi tập quan trọng, chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết, trận đấu quan trọng nhất của giải đấu năm nay tại SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam. Đối thủ của chúng ta, một đối thủ vô cùng khó chịu tại khu vực Myanmar. Chia sẻ trước thêm buổi tập thì cầu thủ Tuyết Dung đã có những phát biểu rất đáng chú ý về tình hình hiện tại cũng như mục tiêu của những nữ chiến binh sao vàng trong trận tranh huy chương vàng sắp tới. Cụ thể thì Tuyết Dung cho biết, huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn biết cách giữ tâm lý thoải mái nhất cho toàn đội, đặc biệt là trước những trận chung kết. Tôi và các đội đều cảm thấy vô cùng thoải mái trước trận chung kết này và sẽ cố gắng hết mình để có lần thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng ở đấu trường SEA Games. Đáng chú ý, quả bóng vàng nữ 2014 tiết lộ rằng tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn cho các tình huống có thể diễn ra cho trận chung kết gặp Myanmar. Toàn đội đã có sự chuẩn bị để khi kịch bản nếu như có kéo dài sang hiệp phụ hoặc phải đá luân lưu thì cũng không quá đáng lo ngại. Các cầu thủ sẽ cố gắng tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất. Ngoài ra, chia sẻ thêm về mục tiêu của bản thân thì nữ tiền vệ người Hà Nam đã khẳng định cô sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để có thể ghi bàn trong trận chung kết và giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Khi được hỏi về trận thua đầy tiếc nuối của U22 Việt Nam tại bán kết trước Indonesia, thì Tuyết Dung cũng cho biết đội tuyển nữ Việt Nam rất tiếc cho thất bại này, nhưng cô nghĩ rằng các cầu thủ cần phải xúc lại tinh thần ngay vì vẫn còn một trận đấu quan trọng, đó là trận tranh huy chương đồng với U22 Myanmar. Thất bại của U22 Việt Nam cũng là động lực để đội tuyển nữ Việt Nam phải cố gắng thi đấu thật tốt trong trận chung kết gặp Myanmar. Toàn đội sẽ nỗ lực bảo vệ tấm huy chương vàng để tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận tranh hạng 3 với cao thủ U22 Myanmar vào hôm 16 tháng 5 tới đây. Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như cũng chia sẻ, toàn đội đang rất quyết tâm chiến thắng cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi đều mong muốn đội tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc của đội tuyển nữ Việt Nam. Tất cả những người ở đây, những người đồng đội của Như, hãy quyết tâm cho trận đấu tới, không chỉ là 4 lần vô địch mà thậm chí còn là 5 lần, 6 lần. Muốn đạt được điều đó thì lần thứ tư này nhất định phải làm được. Trước đó thì chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cũng đã đến động viên toàn đội. Điều quan trọng là chúng ta đã có sự chuẩn bị thật tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của báo luyện đề ra. Chúc toàn đội giành thắng lợi để đi vào lịch sử với lần thứ tư liên tiếp đoạt huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games. Thưa quý vị, là trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày hôm nay trên sân động Olympic Phnom Penh tại Campuchia. Thưa quý vị, tiếp tục bản tin Vietnamsport ngày hôm nay sẽ là những cập nhật mới nhất về SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam. Bóng bàn Việt Nam gây chấn động đoạt huy chương vàng lịch sử sau hơn 2 thập niên chờ đợi. Thưa quý vị, Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đã gây địa chấn ở môn bóng bàn khi đánh bại cường quốc Singapore với tỷ số 3-1 cho trận chung kết đôi nam nữ SEA Games 32. Cuối set 4 thì Mai Ngọc và Anh Hoàng đã giằng co với bộ đôi đến từ Singapore. Khi tỷ số đang là 13-12, họ chỉ cần thêm một điểm để kết thúc trận đấu. Anh Hoàng giao bóng, Mai Ngọc đỡ cú trả bóng của đối phương, bóng qua lại thêm một nhịp nữa rồi ra ngoài từ cú trả bóng bên phía của vận động viên đến từ Singapore. Cú đánh hỏng của Karans đã mang về một điểm cho Việt Nam và để Mai Ngọc cũng như Anh Hoàng kết thúc set 4 với tỷ số là 14-12. Chung cuộc thì bộ đôi đại diện cho Việt Nam thắng 3-1. Anh Hoàng thả vợt xuống sàn rồi chạy đến phía đồng đội nữ, hét lên ăn mừng đầy sung sướng với chiến thắng nghẹt thở này. Cả hai ôm chầm lấy nhau cho sự phấn khích tột độ.
Trên khán đài, nhiều khán giả Việt Nam và ngay kể cả những cổ động viên trung lập sẵn sàng đứng dậy, vỗ tay không ngớt sau màn rượt đuổi gay cấn của các tay vợt. Trong khi một nhóm vận động viên, các thành viên của đoàn Singapore như chết lặng trên khán đài. Cũng phải nói thêm rằng lần gần nhất mà bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng đôi nam nữ tại SEA Games đã là ở kỳ đại hội tại Jakarta, Indonesia từ năm 1997 với chiến thắng của cặp Vũ Mạnh Cường, Ngô Thu Thủy. Sau 26 năm, Việt Nam mới lại giành tấm huy chương quý giá này. Tấm huy chương vàng lần này là thành quả ngoài mong đợi của bóng bàn Việt Nam. Ban đầu thì ban huấn luyện chỉ đặt ra mục tiêu là cho top 3 đơn nữ. Đây mới là lần đầu tiên Mai Ngọc, Anh Hoàng đánh cặp tại SEA Games. Nhưng theo huấn luyện viên Đinh Quang Linh thì ban huấn luyện lựa chọn đôi này vì thấy hai vận động viên từng chơi rất ăn ý trong áo câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội TNT. Họ đã có vài lần vô địch quốc gia và niềm tin này được đền đáp bằng chiến thắng ngọt ngào cùng tấm huy chương vàng ngoài sự mong đợi. Một chiến thắng thực sự tuyệt vời. Và cuối cùng, thưa quý vị, ở bản tin Việt Nam Sport ngày hôm nay đó là bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tính đến hết ngày 14 tháng 5. Chúng ta chính thức vượt mốc 100 huy chương vàng ở SEA Games 32. Thưa quý vị, là bộ đôi Trần Thị Thúy Vi và Lê Hoàng Phong giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ môn aerobic. Trong khi đó, aerobic Việt Nam tiếp tục lập cú đúp huy chương vàng khi Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh giành thêm một huy chương vàng ở nội dung nhóm 5 người. Trong khi đó, ở bộ môn đấu kiếm nội dung kiếm chém đồng đội nữ, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà và Lê Minh Hằng đã đánh bại đội tuyển của Philippines với tỷ số là 45-37 để giành huy chương vàng đầy thuyết phục. Vượt mặt Thái Lan, cử tạ Việt Nam đoạt huy chương vàng khi lực sĩ Trần Minh Trí ở lần cử cuối đã đạt 176kg, giúp anh giành huy chương vàng hạng cân 67kg nam với tổng cử 306kg. Trong khi đó, vận động viên Thái Lan về nhì với ít hơn, chỉ 1kg. Huy chương vàng này giúp cho Minh Trí phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy với 176kg, kỷ lục cũ là 173kg. Thưa quý vị, bên cạnh đó, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh đã giúp cho Việt Nam giành huy chương vàng đấu kiếm thứ hai liên tiếp sau khi giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 45-33 ở chung kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam. Đua thuyền Việt Nam tiếp tục giành vàng khi ở nội dung thuyền 12 người hỗn hợp cự ly 500m. Các vận động viên của Việt Nam đã cán đích với thành tích sau hai vòng chung kết là 4 phút 26,492 giây. Bên cạnh đó, như chia sẻ ở phía trên, Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đã thắng hai tay vợt đến từ Singapore ở bộ môn bóng bàn với tỷ số là 3-1 trong trận chung kết bóng bàn đôi nam nữ, giành huy chương vàng thứ 94 cho Việt Nam. Ở nội dung đồng đội nam cờ tiêu chuẩn, hai kỳ thủ đó là Nguyễn Quang Nhật và Đặng Kiều Tùng Lân đã giành huy chương vàng. Đây là tấm huy chương vàng thứ nhì của cờ tướng Việt Nam sau tấm huy chương vàng cờ tiêu chuẩn của Lại Lý Huỳnh. Bộ môn judo cũng lập cú đúp huy chương vàng khi vận động viên Nguyễn Hoàng Thành giành chiến thắng trước võ sĩ Suksai của Thái Lan ở chung kết hạng cân 55kg. Và không lâu sau đó, ở trận chung kết hạng cân 60kg dành cho nam, Chu Đức Đạt thắng võ sĩ Lào bằng đòn Ippon. Bùi Tiến Hải là người đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở hạng cân 60kg bộ môn vật khi chỉ mất đúng 10 giây để hạ gục đối thủ. Ngay sau đó, Nguyễn Công Mạnh mang về thêm một huy chương vàng nữa khi chiến thắng ở hạng cân 72kg dành cho nam. Một ngày tuyệt vời của đội tuyển vật Việt Nam. Vận động viên Lý Hồng Phúc đánh bại đối thủ Goody của Thái Lan với tỷ số 2-1 để giành tấm huy chương vàng taekwondo đối kháng hạng cân dưới 74kg. Đây là tấm huy chương vàng thứ 100 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Ngay sau đó, Bùi Đình Quyết đã giành huy chương vàng võ gậy ở hạng cân 65kg nam sau khi giành chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-0 ở trận chung kết. Sansa là người đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung lặn 800m vòi hơi cho Việt nữ với thành tích 7 phút 13 giây 91, phá kỷ lục SEA Games 7 phút 19 giây 18. Cách đó không lâu, Nguyễn Trọng Dũng đã về nhất nội dung 800m vòi hơi chân vịt nhưng lại phạm quy nên không được tính thành tích. Sau đó, đoàn thể thao Việt Nam đã khiếu nại và được ban tổ chức chấp thuận. Theo kết quả mới nhất và được cập nhật từ chúng tôi thì Trọng Dũng vẫn giành tấm huy chương vàng SEA Games. Lặn chính thức lập hat-trick huy chương vàng khi lần lượt Nguyễn Thị Thảo giành huy chương vàng nội dung 50m vòi hơi chân vịt. Vũ Đặng Nhật Nam cũng mang về huy chương vàng ở nội dung 400m chân vịt đôi nam. Sau đó thì Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc giành huy chương vàng tiếp sức hỗn hợp 200m vòi hơi chân vịt. Thưa quý vị, với 20 huy chương vàng giành được trong ngày 14 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đạt tổng cộng 107 huy chương vàng tại SEA Games 32, nhiều hơn 16 chiếc so với Thái Lan và vẫn đang đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 32. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Việt Nam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.